tôi vẫn tiếng Anh theo chủ đề phòng khách phần 2. Học từ vườn tiếng Anh theo chủ đề phòng khách phần 2 số 1 là phone là cái quạt, số 2 lam là cái đầu đèn dầu, số 3 là lai là đèn điện, lai là cái đèn điện. Số 4 là fixture là bức tranh. Fixture là bức tranh. Số 5 là wall là bức tường. Wall là cái bức tường. Số 6 là radio là máy thu âm, máy thu thanh. Radio là máy thu thanh. Radio 7. Số 7 là curtain là bức màn rèn. Hơn là bức màn rèm. Số 8 là đèn là bức màn sáo. Số 9 là bích là bức tượng bán thân, là bức tượng bán thân. Fan là cái quạt, lem là cái đèn dầu, lai đèn điện, fixture là bức tranh, wall là bức tường, radio là máy thu thanh, curtain là bức màn rèm, plan là bức màn sáo, bích là bức tượng bán thân. Xin kết thúc từ vựng tiếng Anh theo chủ đề phòng khách phần 2 ạ.